Em ơi, còn hai trận nữa thôi. Ba trăm mười tám, 316 à? Lại lớp ba đi, lớp ba đi. Lớp ba. Ai xã hội đấy, cái thằng 316 là đất gì đấy? Ai xã hội đấy, ai xã hội cái? Có anh em nào biết làm đấy không, xã hội cái? Có ai trong tour không? Top 1 à, top 1, đất gì em? Để xem công luôn. Nhanh công luôn, không có đợi lâu giờ đánh Golem hơi mệt đấy. Golem ạ, à? Thôi chưa rủ Golem ạ. À. Golem anh ơi ạ, à? Golem gì? Chắc là Golem không gánh rồi. Golem gì? Golem lại hai đợi đáp bằng đúng không? Đáp bằng pin cả thêm cả Tondo đúng không? Tondo dòng Tondo đúng không? Mệt rồi. À, nó đều đấy. Golem ok, Golem thì phải đợi công một cánh nhá. Nhưng mà Golem mà cái bộ đội đó nhìn là bị khó chơi đấy. Golem mà khó chơi đấy. À. Tất tay luôn xong rồi thủ một con Hunter thôi. Hy vọng là như thế, họ sẽ thủ thì một mình con Hunter, mình thủ cân đối Golem thì mình sẽ lợi thế nước đúng không? Hy vọng thế thôi là. Nào Golem ra đi. Không nhìn ra Golem. Tại nó biết đánh gì đánh ra là sao nhỉ? Ôi. Bây giờ ra cái là chết luôn, bây giờ mình ra cái là thua luôn đúng không? Mình ra bất cứ thẻ bài gì là mình thua luôn. Ui khôn không? Sao rồng à? Mày rồi, Golem mày rồi. Golem mày rồi, ok. Có rồng ngu đây. Rồng ngu với ba hàng đây. Kìa, bắn nữa. A few moments later. Ôi ôi. Chết đi. À, ra chủ rồi. Rồi, ra chủ rồi. Được rồi, mày chết. Chết được tao. À! Miner ra. Con này tăng được con đấy. À nó ra con này rồi thì nó làm gì còn con gì. Đây rồi. Đây rồi, phát nữa. Ui.
mày. Sẽ quật mi luôn là mày. Đủ má thủ tốt thế nhở. Ui.